242 rồi đúng không ta? Trừ với 42 rồi. Hăng lộn liên tục thì. Dạ. Đau xíu. Đau gì đau, tôi thấy đau gì. Dạ. Mặt nó lì da. Đau nhất là nặng nó cái mâu mà không nhăn là thế nào. À, đau nhất là mâu à. Ừ. Nặng nó cái mâu là mỏng nó không đau mà nó không đau. Nó còn trôi. Muốn mặt sáng thì chỉnh cho nè. Đau xíu à. Bình thường. Ra xin nha. Trước là cái bụng này cái chỗ cái chi mà phòng ung thư kìa. Phước An à, đâu mà làm cái 5 năm ấy nhá. À cái chi chỗ Bảo An. Bảo An. Ừ, Bảo An qua đúng rồi. Làm nó 5 năm. Ra ra. Cái hầu nó cái nó nghĩ không biết đi Momo này làm nữa nữa cứ đi con cái tự nhiên răng vô đây làm hay đấy cái hỏi ông chồng bên đây hỏi chứ có làm mụn nam thì có bao vô cái đấy không biết đi đâu luôn á ha. Ừ, không biết đi đâu luôn cái mấy đứa kia giới thiệu cái xuống dưới kia cái nào thôi thôi làm đâu quen đó cái vô đạ bữa cái vô cái làm đòn hồi có thể nó dự luôn không biết đi đâu rồi mà tưởng một cái ai chỉ chứ đạ. À, được rồi. Na na. Yên yên, chấm cái cục tê vô cục nút ruồi cái chị bán nó giùm cái yên. Bán họ nằm đợi gì luôn á. Con cục nó. Có làm mặt nữa nhưng mà ít. Alo. À, chị đón hỏi mình là người nhận hàng chỗ bên đường Thành Thủy phải không chị? Chị đâu có nhận hàng chị đâu hề.
à, khoảng độ 1 là 5 thánh thủy á, gửi hàng cho chị á. Ý là gửi hàng hả? Rồi em đem vô trong tăng ăn cho chị. Dạ, mà em chưa đến, mà em gọi cho người gửi liên lạc được, chị nhớ chị liên lạc giúp em được không? Em gọi số điện thoại mà thế báo. Dạ, chị nhớ chị giúp em liên lạc giúp em với. Liên lạc sao hả? Dạ, có Zalo hoặc Facebook gì đó, chị gọi chị kia giúp em với, không em gọi số điện thoại sao thế báo luôn. Ý là ai nhận hàng của ai hả? Chị nhận hàng hay là răng? Dạ, chị là người nhận hàng á, con người gửi á. Hình như chị nhận rồi á, hình như là của ai đó gửi cho chị là 20 tăng ăn 2 đúng không? Dạ. Chị vừa mới nhận rồi. Chị nhận rồi chị? Ừ. Ủa, nhận rồi sao em gọi thế báo đó? Ý là em nói là chị không hiểu là hàng chi đó em. Em là em gọi. Em là người giao hàng cho chị á, mà em tới chỗ địa chỉ 105 Thanh Thủy, mà em gọi chị gửi hàng không được. Bây giờ em nhờ chị á, em nhờ chị liên lạc chị đó được không? Chị không hiểu là chị Phan Thí là chị nào luôn á. À dạ dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Sao không hiểu gì trơn ta? Không, còn cái nữa thì hồi nãy chị đặt chị mua rồi. Cái mà em nhận là hộp phấn chị đặt chị mua rồi. Ủa chứ sao ghi là em Trúc? Em Trúc là bò bóng à? Ờ, chắc đó. Ấy là hộp phấn đúng không? Hộp phấn là chị nhờ Phương đặt giùm chị rồi. Phấn là được. Ừ. Chị thấy nhỏ nhỏ là biết hộp phấn rồi. Rồi cái chi nữa? Cái gì đó hả? Cái gì đó em? Hôm qua là cái gì đó? Nào qua đây chị bốt cho em. Chỗ này là đau lắm nè. Nhờ cái dòng đó chứ, ông ba ông lì cũng bụng không đó chứ. Mà ông lì có không đẹp bằng ba không đẹp lắm. Ừ. Ba đẹp rồi. Thấy rồi. Thấy chưa? Hình
Thấy hình đó. Hồi trẻ rồi. Thấy cái hình hồi ổng 18 tuổi chưa? Nó đẹp kinh luôn. Hình nó đang thấy được. Màu trắng, trắng đen. Bạn lì trẻ lắm nghe. Ừ. Tin không? Ném hộp mà ngó qua mà loan liệu bả là ngang ngang luôn đó. Bạn lì á. Trẻ kinh lắm. Ừ. Không ai nghĩ bả là cái tuổi nó đâu. Mà ai chơi trường nữa nè. Chắc Loan thấy mà thấy mạng là như thế nào? Chưa. Ủa chứ?